chiếc nhẫn cưới tình yêu. Kính thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn là một biểu tượng hình tròn, nó không có điểm đầu và không có điểm kết thúc. Và nếu như trong tình yêu mà cô dâu ngọc hoa sống tới 100 tuổi, thì chú rể Đức Trường ngày hôm nay sẽ nguyện sống thiếu đi một ngày để cho em biết rằng suốt cuộc đời này anh mãi bên em. Nhẫn trong tay một chút này để làm tim, dù mai lên thác xuống gành, thì tình chồng nghĩa vợ đời đời sắc son. Xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay thiên trường địa cửu, mãi mãi không rời xa. Kính thưa quý vị thân mến, cùng trở về chung vui với niềm hạnh phúc để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Xin phép các cụ, các cậu, các bà cho phép bàn tổ chức chúng con ngày hôm nay xin được tâm sự với hai nhân vật trung tâm cưới. Và lời đầu tiên xin được tâm sự với chú rể Đức Trường. Vâng, Đức Trường thân mến, ngày hôm nay có nhìn thấy vợ mình có xinh không? Có. Thế còn cô dâu chỉ có cảm thấy hạnh phúc khi nghe chồng mình nói vậy không ạ? Kính thưa quý vị thân mến, chắc chắn rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả quý vị đã và đang ngồi đây, mà Đức Trường thân mến, các cụ ngày xưa đã có câu: có tình yêu rồi sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc là do bàn tay con người mình tạo dựng nên. Tình yêu là thứ anh chị đã có. Và công việc của anh bây giờ, anh phải chứng kiến cho quan viên bốn họ mình biết rằng mình yêu và mình có trách nhiệm như thế nào đối với người vợ hiện của mình. Anh sẽ chính thức trao cho cô dâu một nụ hôn đầy hạnh phúc, đầy lãng mạn trên trung tâm sân khấu này. Anh có đồng ý không ạ? Có. Thế còn cô dâu thì có cảm thấy hạnh phúc không? Có. Kính thưa quý vị thân mến, đó là niềm hạnh phúc từ tận sâu trong đáy lòng mình. Điểm hạnh phúc không thể nói hết bằng lời. Kính thưa quý vị thân mến, cầu vàng và búc ở diễn tiên, do vô bình ngọc kết duyên tương phùng. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời hai bạn hãy cùng quay mặt vào nhau. Và kính thưa quý vị thân mến, với nụ hôn hạnh phúc, sự chứng kiến tất cả quý vị tân khách ngày hôm nay, thao tác đầu tiên trân trọng kính mời cô dâu xin vượt hai tay lên vai của chú rể. Trân trọng kính mời cô dâu xin cùng đặt hai tay lên vai của chú rể, và chú rể sẽ cùng đặt hai tay vào chỗ eo, chỗ mềm mại nhất của cô dâu. Hai bạn sẽ cùng mắt nhìn mắt, môi nhìn môi. Trong khi tôi đếm từ 1 đến 3, hai bạn sẽ cùng nhanh tay, nhanh miệng ôm hôn nhau. Hôn cho tới khi nào khúc nhạc hội hôn của chúng tôi tạm ngừng thì hai bạn mới được ngừng hôn nhau. Trong khi tôi đếm 1, 2, 3, hai bạn sẽ cùng nhanh tay, nhanh miệng ôm hôn. Trong khi tôi đếm từ 5 đến 1, hai bạn sẽ cùng kết thúc nụ hôn của mình. Cũng tiền thể cho nhà nhiếp ảnh ra cùng với tất cả anh em bạn bè của mình đi lại khoảnh khắc tuyệt vời, một hình ảnh hạnh phúc để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn. Và Đức Trường cùng với Ngọc Hoa thân mến, ngày hôm nay tôi cũng tin tưởng hai bạn. Chắc chắn rằng hai bạn cũng đã biết rằng ngày hôm nay mọi người đã cùng nhau trở về đây đông đủ để chung vui chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho mình. Và xin được đồng hành với tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng đếm từ 1 đến 3. Hai bạn sẽ cùng chuẩn bị tư thế của mình. 1 2 3 4 và chủ đề ngày hôm nay họ đã cùng thể hiện nụ hôn hạnh phúc của mình. Và kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay trở về chung vui với niềm hạnh phúc. Và có lẽ rằng tất cả quý vị chúng ta vẫn thường thắc mắc rằng, thưa quý vị, tại sao đám cưới thường có rượu và bánh kem? Kính thưa quý vị thân mến, rượu và bánh kem được tượng trưng cho sự no đủ, sự thanh lịch, sự hạnh phúc. Và ngay giây phút này, thưa quý vị thân mến, sau khi Đức Trường cùng với Ngọc Hoa hai bạn đã cùng chung tay kể vai cắt lên những lát bánh tình yêu, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, thì ngay sau đây trân trọng kính mời Ngọc Hoa cùng với Đức Trường hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau di chuyển trên bên ba tầng bánh cưới, tượng trưng cho ba nền móng và thế hệ của con người. Tầng bánh dưới cùng ngày hôm nay được tượng trưng cho một nền móng vững chắc có sự vun vén của các cụ, các cậu, các bà. Và tầng bánh thứ hai ngày hôm nay được toàn lòng cảm ơn tới tất cả quý vị tân khách. Ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau trở về đây chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Và tầng bánh cao nhất ngày hôm nay, thưa quý vị, chuyển tình yêu đến bến bờ hạnh phúc. Em như là nước mát để thuyền anh ướt nhẹ bên em. Từng làn sóng vỗ về thì thầm to nhỏ, hạnh phúc nhất đời anh được ở bên em. Xin quý vị cùng dành thêm những tràng vỗ tay thật to để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Xin được chân thành cảm ơn Đức Trường cùng với Ngọc Hoa, hai bạn đã cùng hoàn tất nghi lễ cắt bánh tình yêu. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay giây phút này, thưa quý vị, trân trọng kính mời Đức Trường cùng với Ngọc Hoa, hai bạn sẽ cùng tiếp tục di chuyển trên bên tháp đi tình yêu. Ngày hôm nay chú rể Đức Trường của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng thể hiện sức mạnh của mình, bật nổ hai chai song bánh cùng với nàng dâu thảo Tô Hiền Ngọc Hoa. Hai bạn sẽ cùng sóc tên tháp đi tình yêu với điểm hạnh phúc để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Và với chai rượu đầu tiên ngày hôm nay, trân trọng kính mời chú rể Đức Trường sẽ cùng bỏ nước giấy bàn và cùng nắc thật mạnh, thật mạnh. Tiếng nổ của song bánh càng to thì điểm hạnh phúc càng lớn lao.
Quang Duyên. Hãy chứng minh cho giây phút trọng đại của cặp đôi yêu đương này với thật hạnh phúc. Người hãy mang phép điểm màu cho hai trái tim cùng hòa chung cùng một nhịp đồng. Trong niềm vui hạnh phúc, hòa chung niềm vui vô tận. Ngày hôm nay niềm hạnh phúc mà Đức Trương cùng với Ngọc Hoa hai bạn đã cùng chung tay kể vai cho biển thắp tình tình yêu. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời chú rể sẽ cùng thao tác từ chai rượu đầu tiên. Và với chai rượu thứ hai này, trân trọng kính mời chú rể cùng với cô dâu sẽ cùng rót vào hai chiếc ly. Và phần còn lại trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng rót để thắp đi tình yêu. Kính quý vị thân mến, chúng ta đã được chứng kiến lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Kính thưa quý vị thân mến, chú rể Đức Trương cùng với Ngọc Hoa ngày hôm nay chắc chắn rằng thưa quý vị, kính thưa quý vị thân mến, niềm vui vô tận hạnh phúc ngày hôm nay của chú rể Đức Trương cùng với Ngọc Hoa. Và có lẽ rằng quý vị thân mến, Đức Trương cùng với Ngọc Hoa hai bạn cũng tin tưởng rằng tình yêu luôn là một phép màu quá thật đã đưa Đức Trương cùng với Ngọc Hoa. Hai bạn đã cùng trở về với bến bờ tình yêu, trở về với bến bờ hạnh phúc. Vậy là dòng suối mát lại xoay lên lâu đài tình ái. Ngày hôm nay chẳng vì ai khác, chỉ vì Đức Trương và Ngọc Hoa. Xin quý vị chúng ta cùng dành lên những tràng vỗ tay thật to để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Xin được chân thành cảm ơn. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay giây phút này thưa quý vị thân mến, trân trọng kính mời Ngọc Hoa cùng với Đức Trương hai bạn sẽ cùng cầm lên hai chiếc ly hạnh phúc của mình. Trân trọng kính mời hai bạn. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến lại cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng uống cạn ly rượu giao môi. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cùng quen mặt vào nhau và cùng bắt tay nhau. Trong khi tôi đếm 23 thì hai bạn sẽ cùng nâng lên ly rượu của mình để hạnh phúc, để chúc mừng hạnh phúc trăm năm. Và kính thưa quý vị thân mến, trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nâng lên những ly rượu hạnh phúc để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể 23 xin chúc mừng. Rượu nào chưa uống đã say, rượu tình chưa uống mà đã ngây ngất lòng. Em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và kính thưa quý vị thân mến, trở về với niềm vui, với niềm hạnh phúc để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Và ngay lúc này thưa quý vị thân mến, xin được trân trọng kính mời song thân phụ. Kính thưa quý vị thân mến, hơn một chữ củ lao sinh thành dưỡng dục, 9 tháng cưu mang 3 năm 9 tháng áp bồng, chỗ lớp mẹ nằm chú giáo con lăn. Ngày hôm nay niềm hạnh phúc của Đức Trương cùng với Ngọc Hoa xin được thay lời cho bên chú rể Đức Trương cùng với nàng dâu Ngọc Hoa xin được kính chúc sức khỏe. Người mẹ của chú rể Đức Trương ngày hôm nay luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và dõi theo hạnh phúc hai con. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay lúc này quý vị thân mến, trân trọng kính mời bên người bố, đặc biệt hơn nữa quý vị thân mến xin được trân trọng kính mời tất cả anh chị em, các cô, các chú, các bác, các anh, các chị đại diện bên gia đình họ nội họ ngoại của chú rể Đức Trương. Trân trọng kính mời bên đại gia đình chúng ta cùng di chuyển chuẩn bị sân khấu, ghi lại tấm hình đẹp nhất để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Vâng, xin được trân trọng kính mời bên ông bà. Vâng, xin được trân trọng kính chưa. Oh,
thân mến, nước có nguồn, cây có cội, vạn vật sinh ra trên thế giới này cũng đều phải có lửa có đôi. Và giờ như thế có lẽ mãi nản sâu cũng vậy. Điều đó như một chân lý sẽ không bao giờ đổi khác. Cũng giống như loài người, chúng ta cũng chạy theo quy luật của tình nhân, tạo hóa ban cho. Trai lớn lên thì dừng vợ, gái lớn lên thì gả chồng. Đúng là tuổi trẻ thì bắt đầu từ mùa xuân, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, còn ngày mai thì lại bắt đầu từ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời các cô, các chú, chúng ta hãy cùng trở về sân khấu. Kính thưa quý vị thân mến, vào ngày lúc này trân trọng kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, bên cô chú đại diện bên gia đình họ nội họ ngoại của chú Dĩnh Đức Trương, chúng ta hãy cùng người thân di chuyển về sân khấu, ghi lại những tấm hình đẹp nhất để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Trân trọng kính mời. Các anh chị em, các cô, các chú, các thím, bên người thân, gia đình của chú Dĩnh Đức Trương, chúng ta sẽ cùng di chuyển về sân khấu, ghi lại tấm hình tại sao